ở nhà, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với linh kiện của tập đoàn Hyundai, thiết kế độc đáo và trang nhã, sang trọng và tiện ích, đường xa không ngại, êm ái trên mọi địa hình. Taco Mobile Home, sản phẩm tiên phong của Taco, Trường Hải ô tô. Taco Mobile Home, ngôi nhà di động của bạn. Tôi đã không đội mũ bảo hiểm vì tôi sợ nó làm hỏng kiểu tóc của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì mẹ có bao giờ đội mũ bảo hiểm đâu. Tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ bảo hiểm. Xin kính chào quý khán giả xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị các bạn có nhớ là chúng ta đã từng không thích đội mũ bảo hiểm như thế nào không ạ? Chắc mọi người vẫn còn nhớ, và một thời gian đã trôi qua và bỗng nhiên tới bây giờ đội mũ bảo hiểm đã trở thành một thói quen mà không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Và một trong những người đã góp phần tạo ra sự thay đổi đó chính là ông Greg Kraft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, cũng là giám đốc của công ty Protect. Chúng ta sẽ gặp gỡ với ông trong chương trình Người Đương Thời ngày hôm nay. Xin mời ông. Ông bạn biết đến Việt Nam từ năm mấy tuổi? When I was 6 years old. Đó là năm tôi 6 tuổi. Gia đình ông có những ai đã đến Việt Nam? Bố tôi đã đến đây và cả cụ cố nữa. Loại trái cây nào của Việt Nam ông thích nhất? Quýt. Nếu chọn một từ để miêu tả về những người phụ nữ Việt Nam thì ông sẽ chọn từ gì? Kỳ diệu. Ông đã từng chứng kiến một tai nạn giao thông nặng nhất vào năm bao nhiêu? Năm 1993. Nếu ông là một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại một ngã tư và ông thấy có 3 thứ đang xảy ra: một người không đội mũ bảo hiểm, một người vượt đèn đỏ và một người chở 3 người khác, thì ông sẽ xử phạt ai? Vượt đèn đỏ. Theo ông thì độ tuổi nào là đẹp nhất đối với một con người? Tôi nghĩ là 70. Vâng. Ông định nghĩa thế nào về thành công? Thành công là gì ạ? Dẫn dắt và mang đến nguồn sống cho gia đình cùng xã hội. Ông đã từng làm một việc gì không tốt và chưa bao giờ tiết lộ với ai thì đó sẽ là điều gì? Tôi từng không làm tròn vai trò của một người cha. Nếu được chọn chỉ một điều để làm thay đổi thế giới này thì ông sẽ chọn làm điều gì? Tôi muốn giải quyết nạn đói. Cảm ơn những câu trả lời vừa rồi của ông Greg Kraft. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho ông ạ.
chúng ta vừa làm quen với ông Greg Graff và chủ đề ngày hôm nay trong chương trình Người đương thời sẽ là làm thế nào để bạn có thể phát hiện ra những nhu cầu của xã hội và có thể đáp ứng được những nhu cầu đó một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với ông Greg Graff. Trước hết là xin hỏi ông đã phát hiện ra nhu cầu người Việt Nam cần có nhiều mũ bảo hiểm hơn và những mũ bảo hiểm tốt hơn vào thời điểm nào? Đó là vào những năm 1996 và năm 1997. Tôi bắt đầu nhận ra là càng có nhiều người Việt Nam bị chết hoặc chấn thương sọ não khi tham gia giao thông. Và điều đó giúp tôi hiểu rằng mình cần phải làm điều gì đó. Ông có nói rằng một cái tai nạn giao thông thảm khốc nhất mà ông được chứng kiến là vào năm khoảng 1993. Ông có thể kể chi tiết hơn về câu chuyện này được không? Vào năm 1993, Hà Nội chưa có đường cao tốc tới sân bay. Mọi người vẫn phải di chuyển qua cây cầu cũ. Và tôi bị sốc bởi số lượng các vụ tai nạn giao thông do đâm phải xe tải. Tất cả đều rất nghiêm trọng. Nếu bạn hỏi đâu là vụ tai nạn mà tôi nhớ nhất, chắc chắn là vụ có liên quan đến trẻ em. Đó là vụ tai nạn gồm có 3 người, bố mẹ và một bé gái. Họ đã ngã xuống và bị xe tải cán. Và họ không đội mũ bảo hiểm. Khi chứng kiến cái tai nạn giao thông này thì vì sao ông lại liên hệ ngay đến việc là 3 nạn nhân không đội mũ bảo hiểm? Vì tôi đã làm việc trong lĩnh vực vận tải một thời gian dài, nên tôi nắm được những yếu tố nền tảng của nó. Mà một trong những yếu tố nền tảng quan trọng mà người Việt Nam đã quên đi là luôn đội mũ bảo hiểm, thứ bảo vệ bạn tốt nhất khi tham gia giao thông, dù đi bằng xe đạp hay xe máy. Chúng ta vẫn còn nhớ vào những năm từ khoảng độ năm 90 đến năm 2000 thì trên thị trường khá phổ biến cái loại mũ bảo hiểm như thế này ạ. Khi mũ như thế này thì khi mà đội vào chúng ta sẽ thấy là giống như là chui vào một cái hộp, và nhiều người thì còn gọi đùa đây là chiếc nồi cơm điện. Chúng ta hãy cùng thử nhớ lại những cái ấn tượng của chúng ta về chiếc mũ bảo hiểm trong những năm đó. Thưa ông Greg, bản thân ông thì đã từng thử đội những cái mũ bảo hiểm to nặng nóng như là trong clip vừa rồi không ạ? Có, tôi đã từng đội. Thực tế tôi phải nói rằng chiếc mũ bảo hiểm mà các bạn vừa xem không hề kém về chất lượng. Chúng giúp bảo vệ mọi thứ, khuôn mặt, đôi tai, đầu. Thực tế tại các nước nhiệt đới là mọi người không muốn đội chúng. Lý do là vì chúng quá nóng, quá nặng và rất là bất tiện. Có một cái số liệu gì về việc là có bao nhiêu người Việt Nam, bao nhiêu phần trăm người tham gia giao thông khi ấy là không đội mũ bảo hiểm không ạ? Đến năm 1999, có 9 triệu xe máy lưu thông tại Việt Nam và chỉ có 3% người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm, rất thấp, và đó chính là vấn đề. Vâng, như vậy là ông đang nhìn ra có một cái điều thật là có thể gọi đó là cũng đáng buồn, là người dân Việt Nam đang ít được mũ bảo hiểm, nhưng cũng là một điều thật là vui. Khi chúng ta phát hiện ra có rất nhiều cơ hội để có thể tạo ra một thị trường mới cho những chiếc mũ bảo hiểm tốt hơn cho người dân Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại là chính ông, không phải là ai khác, là người phải tiến hành để làm mũ bảo hiểm? Bạn phải thừa nhận rằng cho đến năm 1999,
Việt Nam mới chỉ tiến hành đổi mới được hơn 10 năm. Vì thế mà nền kinh tế còn non trẻ. Tôi nghĩ là hầu hết những người tham gia kinh doanh đều hướng tới hàng hóa đơn giản như xà phòng, dầu gội và nhu yếu phẩm khác. Và tôi nghĩ là không có ai hướng tới việc sản xuất mũ bảo hiểm vì không có ai đội chúng. Vì thế, nếu là một người kinh doanh vào thời điểm đó, chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ chọn mũ bảo hiểm. Tôi thì lại có một góc nhìn khác. Tôi đang tìm kiếm một giải pháp nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi. Quyết định này đã đến với ông trong một khoảng khắc như thế nào? Quyết định đó đến với tôi vào mùa xuân, thời điểm mưa phùn. Đó là lúc tôi thấy mọi người đội mũ, mặc áo mưa. Và điều đó tác động đến suy nghĩ của tôi. Nếu như mọi người đội mũ để tránh mưa, mọi người đeo găng tay để tránh nắng, thì chắc chắn họ sẽ đội mũ bảo hiểm nếu chúng tiện lợi và họ hiểu được lợi ích của hành động này. Từ đó, thử thách đặt ra cho chúng tôi cùng các chuyên gia, các nhà khoa học là thiết kế chiếc mũ bảo hiểm vừa bảo vệ não tốt và vừa khiến cho mọi người muốn đội nó. Như vậy, ông Greg Kraft đã nhìn ra một cơ hội, đó là trong khi người Việt Nam thì rất là không thích mũ bảo hiểm to và nặng, thì như vậy chúng ta có thể làm ra những chiếc mũ tốt hơn, thuận tiện hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem ông đã tìm hiểu những cái điều gọi là khiếm khuyết của chiếc mũ bảo hiểm thịnh hành để tìm ra những cái cải tiến mới cho chiếc mũ bảo hiểm tương lai. Và ông hãy kể cho chúng tôi nghe về quá trình này. Công việc của tôi là nghiên cứu khu vực tối quan trọng để bảo vệ bộ não. Và thực tế, đó chính là hai bên đầu và cả chính bộ não nữa. Từ đó, tôi làm việc cùng các chuyên gia thiết kế để có thể chế tạo được chiếc mũ bảo hiểm vừa đáp ứng được yêu cầu trên, vừa nhẹ hơn. Đó là điều quan trọng. Và chiếc mũ bảo hiểm này nặng chưa tới 300 gram. Thực tế, chiếc mũ bảo hiểm ở kia chính là phiên bản đầu tiên mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi không có máy vi tính nên chiếc mũ này được làm từ gỗ. Sau đó chiếc mũ bảo hiểm này và đây chính là chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên mà chúng tôi sản xuất vào năm 2000. Ở đây có rất nhiều điều đã cải tiến trong chiếc mũ ban đầu và nếu như được chọn một cải tiến trong này mà ông cho rằng là quan trọng nhất với chiếc mũ này thì đó là cải tiến gì? Phần bên ngoài của mũ bảo hiểm không có tác dụng bảo vệ đầu của bạn. Phần quan trọng chính là phần bên trong. Lý do rất đơn giản, khi đầu bạn va đập, bộ não chuyển động giống như đang trôi trong nước. Và khi tiếp đất, não sẽ vỡ ra giống như một quả trứng. Và nếu bạn có một lớp bọc bên ngoài, nó sẽ làm giảm chấn động và bộ não không hề bị ảnh hưởng. Cái này làm bằng chất liệu gì ạ? Nó được gọi là chất liệu EPS, chính là những hạt xốp nhỏ được nấu lên và trở thành hình dạng như bạn thấy. Vì sao năm 2007 thì chúng tôi có được biết một số bài báo có phản ánh là một số chiếc mũ của Protec mặc dù người ta cho rằng là rất là an toàn nhưng mà đến lúc rơi thì lại bị vỡ và làm cho dư luận lúc đó cũng nghi ngờ về độ an toàn của mũ Protec. Bởi vì có nhiều người không thích lớp vỏ mềm bên ngoài, nên chúng tôi đã đổi chất liệu thành nhựa ABS. Và điều này chỉ nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường. Đây là một quy trình phức tạp và hoàn toàn đúng là vào năm 2007, có một số lượng rất nhỏ loại mũ bảo hiểm, khi rơi ra thì chúng bị nứt. Điều này thực sự là không quan trọng, bởi vì cấu trúc bên trong mới là điều quan trọng, và chúng không bao giờ nứt vỡ. Bạn có thể kiểm tra, không thể nào làm nứt chúng. Sau đó chúng tôi đã rất nhanh chóng sửa những chiếc mũ bảo hiểm lỗi. Ông đã mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cái chất liệu để làm ra cái mũ này? Tôi mất không nhiều thời gian lắm, khoảng 120 ngày để tìm ra và chế tạo. Nhưng không đơn giản là làm ra một chiếc mũ bảo hiểm. Quan trọng hơn, tôi nghĩ là phải làm việc với chính phủ. Bởi vì mặt khác của vấn đề là Việt Nam vẫn chưa có tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm. Chỉ có những chiếc mũ như thế này mới được chấp nhận. Bởi vậy, tôi đã tìm gặp và hợp tác với họ trên tinh thần tình nguyện. Tôi nói rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có một tiêu chuẩn chung cho sự đa dạng của các loại mũ bảo hiểm. Và họ đồng ý rằng đó là một ý tưởng tốt.
Vì thế mà trong năm 2000, chúng tôi đã giúp hình thành không chỉ tiêu chuẩn mũ bảo hiểm cho người lớn, mà lần đầu tiên trên thế giới có tiêu chuẩn mũ bảo hiểm cho cả trẻ em. Tôi có một tấm bản đồ Hà Nội và tôi sẽ hỏi ông địa chỉ của một số địa điểm quan trọng. Chúng ta sẽ thử xem ông có nhớ không nhé. Ok, let's go. Ông hãy chỉ cho tôi biết địa chỉ của Bộ Giao thông Vận tải ở đâu ạ? Đây, nó nằm ở đây. Câu hỏi tiếp theo, Văn phòng Chính phủ ở đâu ạ? Không, nó ở ngay đây. Văn phòng Chính phủ mà tôi đã tới nằm ở đây. Và họ có cả văn phòng ở kia nữa. Họ có hai địa điểm khác nhau. Tiếp theo, Văn phòng Quốc hội ạ? Nó đang được xây dựng lại, nhưng nó nằm ngay đây. Và thử thách cuối cùng, Bộ Kế hoạch Đầu tư ở đâu ạ? Nó nằm ở ngay góc phố Hoàng Văn Thụ. It's a big red building. Hoàn toàn chính xác ạ. Did I pass? Tôi vượt qua bài kiểm tra chứ. Okay. và trong bốn địa điểm trên thì địa điểm nào ông đã phải đến nhiều nhất ạ trong quá trình vận động để đưa luật đội mũ bảo hiểm vào cuộc sống? Bộ Giao thông Vận tải và cả Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nữa. Cái việc chúng tôi yêu cầu ông phải tìm ra các địa điểm của những cái cơ quan quan trọng trong Chính phủ Việt Nam trong quá trình vận động của ông thì đã gợi cho ông lại những cái ký ức gì về quá trình này? Chúng tôi đã làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư trong vòng nhiều năm trước đây và cả Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nữa. Chúng tôi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đảm bảo những chiếc mũ bảo hiểm nhiệt đới thích ứng được với các tiêu chuẩn. Chúng tôi xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Nội Bài, làm việc với các công ty xây dựng. Đó là một quy trình phức tạp từ A tới Z. Và chúng tôi đã thực hiện tất cả, kể cả việc xây dựng nhà máy chỉ trong hơn một năm. Trong quá trình mà ông đã đi từ, như ông nói, từ A đến Z đó, thì cái điểm nào là điểm mà ông thực sự cảm thấy là cảm xúc của mình trở nên rất tiêu cực và thậm chí có thể nói là nghi ngờ lại chính bản thân mình xem là liệu mình có thể thành công trong cái công cuộc này được hay không? Nỗi lo lớn nhất của tôi chính là vấn đề tài chính. Vì đây không phải là dự án thường gặp. Tôi không thể đến ngân hàng và nói đây là dự án kinh doanh của tôi. Đây là những gì tôi muốn làm hay tôi sẽ bán được nhiều mũ bảo hiểm tại Việt Nam. Vì vậy, cần thiết phải đi đến các tổ chức, nói chuyện với các gia đình, huy động các nguồn lực cá nhân nữa, và cả hợp tác với các công ty khác. Thử thách lớn thứ hai mà tôi phải thú thật với chị là phải mất nhiều thời gian để chính phủ cảm thấy thoải mái, để nói với mọi người rằng họ phải đội mũ bảo hiểm. Bạn có thể sở hữu chiếc mũ bảo hiểm tốt nhất và rẻ nhất trên hành tinh, nhưng nếu như không có một sự giáo dục và ép buộc, mọi người sẽ vẫn không đội mũ bảo hiểm. Và chính vì thế nên tôi có hỏi ông là trong các cơ quan quan trọng của chính phủ thì ông đã phải đi đến đâu nhiều lần nhất để có thể thuyết phục cái việc ra đời những cái quy định là người dân Việt Nam phải đội mũ bảo hiểm. Vậy ông có nói là Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường đúng không ạ? Đó là Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải. Họ đã ủng hộ tất cả ý tưởng của tôi, từng bước một và chúng tôi làm việc với nhau như những cộng sự. Chúng ta sẽ cùng tưởng tượng một chút. Tôi sẽ đóng vai một người phụ trách những cái dự án liên quan tới an toàn giao thông đường bộ. Và ông sẽ tới gặp tôi để thuyết phục là cần phải đưa chiếc mũ... Cần thứ nhất là cần phải công nhận là chiếc mũ Protect này là một chiếc mũ an toàn và thứ hai là phải đưa mũ bảo hiểm vào làm thành một quy định bắt buộc trong giao thông đường bộ. Đó có đúng là hai mục đích mà ông đã tới để gặp tôi không hay là ông muốn chọn một trong hai mục đích này ạ? Tôi sẽ không bao giờ nói rằng đây là chiếc mũ bảo hiểm tốt nhất Việt Nam. Các bạn phải có nó và mọi người sẽ đội nó. Nói như vậy sẽ không có tác dụng. Sẽ tốt hơn nếu bạn tìm gặp nhà lãnh đạo và vẽ cho họ viễn cảnh rộng lớn hơn rằng là ngài sẽ mất từ 1 đến 3% GDP, tương đương là 800 đến 900 triệu đô la Mỹ hàng năm vì tai nạn giao thông. Bệnh viện của ngài, nếu hôm nay con ngài bị ốm và phải tới bệnh viện, có thể sẽ không có ai điều trị cho nó,
bởi vì các bác sĩ còn bận cấp cứu những ca chấn thương sọ não. Tất cả những gì tôi làm là thuyết phục chính phủ từ góc độ kinh tế, và chúng ta phải tiến hành giải quyết từng bước một. Tôi cũng rất là đồng ý với ông, nhưng mà ông cũng biết rằng dư luận Việt Nam, dư luận báo chí thì cũng nói rằng là cái việc đội mũ bảo hiểm bắt buộc ấy thì thực sự rất là khó, bởi vì là nó phải dựa trên sự tự nguyện người dân. Nếu như chúng ta bắt buộc tất cả đều phải đội mũ thì mọi người sẽ kêu ca là họ gặp phải rất là nhiều những vấn đề phiền toái và khó chịu, và có thể người ta sẽ không hoàn toàn đồng thuận với quyết định này. Dĩ nhiên, và tôi đã phải đưa ra những lập luận như trên, đồng thời chỉ ra điểm mạnh của chiếc mũ bảo hiểm của chúng tôi. Những chiếc mũ bảo hiểm cũ trông rất là xấu, buồn tẻ và không ai muốn đội. Quan trọng là chúng tôi đã làm ra những chiếc mũ thời thượng, an toàn, lại vừa đẹp, thứ mà trẻ em và phụ nữ đều muốn đội. Tôi đã dùng những lập luận như vậy và đã thành công, bởi vì ngày nay, vào năm 2011, nếu chị ra ngoài đường sẽ thấy có rất nhiều kiểu mũ bảo hiểm khác nhau. Nếu như ông đã có rất nhiều những con số cũng như là những cái lập luận đầy thuyết phục như vậy, thì tại sao cái quá trình mà chúng ta cho ra đời cái quy định là bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm thì lại mất nhiều thời gian đến như vậy? Vào năm 2000 và 2001, chính phủ nói rằng họ muốn tạo nên sự thay đổi từng bước một. Họ muốn người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm tại một số khu vực quy định, sau đó mở rộng ra tất cả đường cao tốc trên cả nước. Tôi không đồng tình với quan niệm này. Tôi nói với họ rằng chúng tôi có thể chứng minh cho các ngài thấy rằng thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, chúng tôi có thể gia tăng số người đội mũ bảo hiểm. Và chúng tôi đã làm điều đó. Đầu năm 2007, chúng tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch giáo dục nhận thức cộng đồng, và tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm tăng từ 3% lên tới 40-50%. Chính phủ đã công nhận điều đó, và đến giữa năm 2007, họ tuyên bố sẽ ban hành luật quốc gia có hiệu lực từ 15 tháng 12 năm 2007. Và cuối cùng, chúng ta đã có sự kết hợp của tất cả giáo dục, luật và chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Chúng ta sẽ xem lại đoạn TVC thuyết phục mọi người đội mũ bảo hiểm một lần nữa. Xin mời các bạn hãy nhìn trên màn hình. Tôi đã không đội mũ bảo hiểm vì tôi sợ nó làm hỏng kiểu tóc của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì mẹ có bao giờ đội mũ bảo hiểm đâu. Tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ bảo hiểm. Đó là một đoạn quảng cáo mang tính một đoạn quảng cáo xã hội rất là nổi tiếng. Chúng ta chắc là đều nhớ cái đoạn quảng cáo này. Câu hỏi của tôi là tại sao đến năm 2007 thì ông mới nghĩ đến việc là thiết kế cái quảng cáo này? Không phải là 2001 hay là 2002? Thực ra, chúng tôi đã bắt đầu triển khai từ năm 1999, nhưng vấn đề là tài chính. Đoạn quảng cáo mà chị vừa xem tiêu tốn $70,000 cho việc phát triển và sản xuất. Chính phủ dĩ nhiên là không chi tiền cho việc này, vì thế chúng tôi phải đi ra ngoài và gặp rất nhiều nhóm khác nhau, từ các đại sứ quán, ADB, các đối tác, các cá nhân, và để thực hiện công việc này, chúng tôi đã mất đến vài năm. Quảng cáo xã hội phải giống như quảng cáo dầu gội, phải làm sao để khán giả xem và cảm thấy muốn có, muốn làm như thế. Bạn không thể đơn giản nói hãy làm đi, mà phải tìm cách để đi vào lòng người xem. Có một cuốn sách có tên là Thay đổi của Chip and Dan Hess. Và trong cuốn sách này thì hai tác giả có nói về người quản tượng và con voi. Người quản tượng đó là lý trí của chúng ta và con voi đó là cảm xúc của chúng ta. Và hai tác giả có nói rằng nếu như chúng ta muốn tạo ra sự thay đổi thì chúng ta không phải là cần phải tác động vào người quản tượng, vào lý trí, mà sẽ là hiệu quả hơn nếu chúng ta tác động vào con voi, tức là về phần cảm xúc, về phần
trực giác của con người. Theo ông thì điều này có đúng không và tại sao? Chị nói rất đúng, bởi vì cần có sự cân bằng. Tôi vẫn thường nói có ba thứ để duy trì sự cân bằng. Bạn phải có sự nhận thức. Hôm nay tôi nói chuyện và thuyết phục bạn cần phải đội mũ bảo hiểm. Có thể bạn sẽ trả lời rằng bạn sẽ cố gắng đội nó thường xuyên. Nhưng mặt khác, nếu như bạn có luật bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, thì sự kết hợp giữa giáo dục và nhận thức này sẽ phát huy hiệu quả. Và điều đó đã được chứng minh. Bởi vậy, tôi luôn tin vào cả con voi và người quản tượng. Vâng, xin cảm ơn ông. Tôi lại có một câu hỏi tiếp theo, mở đầu bằng chữ giả sử. Giả sử như cho đến giờ này, luật về đội mũ bảo hiểm, luật này đang vẫn chưa được công bố hoặc chưa được áp dụng, thì ông sẽ làm gì tiếp ạ? Công việc hiện tại của tôi là cố gắng giúp mọi người nhận thức rằng trẻ em phải đội mũ bảo hiểm. Vì trẻ em đã không được đưa vào luật vào năm 2007, nên đã xuất hiện tin đồn rằng trẻ em đội mũ bảo hiểm sẽ nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi điều này. Chúng tôi sẽ dành cho ông 15 giây quảng cáo. Xin mời ông hãy làm một TVC để thuyết phục bố mẹ đội mũ bảo hiểm cho con. Tôi đồng ý. 15 giây bắt đầu. Bạn có biết rằng khi lái xe trên đường, đầu bạn đang cách mặt đất 1,5 mét và bạn đang ôm đứa con ở cùng độ cao đó. Tôi xin hỏi bạn, có chấp nhận để con mình bị thả xuống ở độ cao đó hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng chính đó là những gì xảy ra nếu bạn không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Khi trẻ đập đầu xuống đất, tốc độ va chạm là 75 km một giờ. Vì vậy, chỉ có một phương án, đó là hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông. Đây là chiếc mũ bảo hiểm có ghi là Profess. Và giả sử như Profess sẽ là một đối thủ cạnh tranh rất là ngang ngửa với Protect, thì bây giờ Profess sẽ làm thế nào để có thể vượt qua được Protect? Và bây giờ ông sẽ đội chiếc mũ Profess này để đóng vai ông là tổng giám đốc của công ty Profess. Và bây giờ thì tôi sẽ ở trong vai của ông và xin mời chúng ta hãy cùng đổi chỗ ạ. Xin chào ông giám đốc của công ty Profess. Ông có những ý tưởng gì để cho mũ bảo hiểm của Profess sẽ trở nên tốt nhất trên thị trường Việt Nam? Những gì mà tôi và Protech khuyến khích và khuyên bạn nên làm là sản xuất những chiếc mũ bảo hiểm đúng cách. Một trong những yếu tố chủ chốt là bộ phận bên trong. Tất cả những gì bạn cần biết là phải nung hợp chất EPS trong bao lâu để có được một chiếc mũ chất lượng. Vâng, rất hay, nhưng mà ông có biết không, tất cả những gì ông nói thì công ty của chúng tôi đã làm từ lâu rồi. Vậy ông còn có điều gì có thể nghĩ ra hoặc là sáng tạo ra để có thể vượt qua công ty chúng tôi được không? Tiếp thị sản phẩm. Một trong những việc quan trọng mà bạn cần làm là tiếp thị sản phẩm tốt hơn. Tôi nghĩ rất quan trọng nếu bạn quảng cáo tốt. Nếu người tiêu dùng không biết về sản phẩm của bạn thì họ cũng không mua. Tôi cũng khuyên bạn nên có trách nhiệm với cộng đồng. Nếu bạn làm ra những chiếc mũ bảo hiểm tốt, tại sao bạn không thực hiện một số dự án quyên góp mũ bảo hiểm? Đồng ý với ông, và tôi nghĩ rằng ông là người đến sau, cho nên là những cái điều đó thì ông cũng có thể khó vượt qua được tôi. Việt Nam hiện có hơn 32 triệu xe máy đang lưu thông. Điều này có nghĩa là có từ 50 đến 60 triệu khách hàng ngoài kia. Không quan trọng nếu bạn là doanh nghiệp thứ nhất, thứ hai hay kể cả thứ 10. Đây là môi trường có nhiều đất cho bạn và tôi. Vâng, cũng có thể như là trong chiến lược đại dương xanh, chúng ta biết rằng là đây là một thị trường rất là rộng lớn để có thể có được thêm những cái khoảng trống mới của thị trường. Và tôi xin gợi ý cho ông một điều. Đây là điều mà Protech làm, tôi nghĩ rằng là chưa thật là tốt lắm và ông có thể vượt qua. Ông có nhận thấy rằng kiểu dáng của mũ bảo hiểm của Protech từ năm 2000 đến giờ không hề thay đổi không ạ? Điều đấy có nghĩa rằng là Protech chưa thỏa mãn được thị hiếu của người tiêu dùng, và người tiêu dùng cần có những chiếc mũ bảo hiểm thời trang hơn, cá tính hơn. Không phải là chỉ để đội mũ để an toàn, mà đội mũ còn để cho
đẹp và có phong cách hơn nữa. Rất cảm ơn chị. Đó là lời khuyên hữu ích. Chúng tôi đang cố gắng phát triển các mẫu mới và một ngày nào đó chị sẽ thấy chúng. Vâng, chúng ta vỗ tay hoan nghênh cả hai người ạ. Vừa rồi thì chúng ta cũng có đưa ra rất nhiều những lời khuyên và ông có sợ rằng là sẽ rất nhiều người lao vào làm mũ bảo hiểm và thế thì ông có thêm đối thủ cạnh tranh không ạ? Vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp mũ bảo hiểm Việt Nam đang gặp phải, kể cả chúng tôi, chính là thứ này. Những thứ hàng giả như thế này thì không có tác dụng gì. Và có hàng triệu các bạn trẻ, các bậc phụ huynh, trẻ em đang đội chúng. Và tôi kêu gọi chính phủ và thủ tướng hãy làm tất cả để chấm dứt chuyện này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người muốn tham gia vào lĩnh vực này bởi vì còn rất nhiều đất cho họ và thị trường cần nhiều mũ bảo hiểm hơn. Nhưng thứ này sẽ khiến họ phá sản. Và cũng như lời chị nói, chị muốn có nhiều doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm hơn. Họ nên làm như vậy. Protech chỉ là một công ty rất nhỏ. Chúng tôi chỉ sản xuất khoảng 800.000 mũ bảo hiểm một năm, trong khi thị trường cần tới 50 đến 60 triệu chiếc. Việt Nam cần thêm hàng trăm doanh nghiệp mũ bảo hiểm nữa. Ông có nói là Protech là một công ty phi lợi nhuận. Chúng tôi nghĩ rằng là khán giả sẽ rất là tò mò về điều này. Thế nào là phi lợi nhuận thì ông có thể giải thích kỹ hơn được không ạ? Protech được sở hữu hoàn toàn bởi Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á. Chúng tôi được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức cộng đồng. Không ai làm giàu từ Protech. Chúng tôi biết mình làm gì. Chúng tôi làm việc tốt cho xã hội. Chúng tôi làm việc tốt cho đất nước. Và giờ đây, những việc tốt của chúng tôi đã lan tỏa toàn cầu. Chúng tôi tự hào về điều đó. Vậy thì động cơ cá nhân của ông trong việc làm mũ bảo hiểm này là gì ạ? Bảo vệ mạng sống, đặc biệt là cho trẻ em. Tôi có đọc một cuốn sách, trong đó có một quy luật người ta nói rằng là mỗi một con người khi làm bất cứ một việc gì thì đều theo một quy luật gọi là quy luật cân nhắc giữa lợi ích và chi phí. Và người ta sẽ làm một công việc mà người ta cho là hợp lý nếu như người ta thấy lợi ích nhiều hơn chi phí. Nếu như không phải theo quy luật này thì điều đó có nghĩa là không logic. Vậy thì trong cái việc làm mũ bảo hiểm thì lợi ích cá nhân của ông là gì ạ? Lý do tôi sản xuất mũ bảo hiểm là vì tôi cảm thấy mình đã phát minh ra một loại vaccine. Lợi nhuận của tôi là những gì tôi đang làm khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy thì điều mà ông thu nhận được chính là sự hài lòng về bản thân mình, đúng không ạ? Tự hào là một từ tính từ mạnh trong tiếng Anh. Tôi không mong mình được như thế. Những gì tôi có khả năng làm và đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn còn khiêm tốn. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần bàn tròn trong chương trình Người Đương Thời. Và chúng tôi đã mời tới đây một bạn sinh viên được giải thưởng của chương trình Ươm Mầm Kinh Doanh, cuộc thi của những ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Đó là bạn Nguyễn Đức Minh, đã tới từ khoa công nghệ thông tin của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Xin mời bạn ngồi. Bây giờ bạn Minh sẽ có rất nhanh, trong vòng 1 phút rưỡi, bạn sẽ phải có thể kể tóm tắt được về dự án của mình. Trả lời các câu hỏi là bạn đưa ra dịch vụ gì, tại sao và bạn sẽ làm như thế nào? Dự án của tôi là dự án nhà vui vẻ. Điểm đặc biệt mà tôi muốn mang đến cho tất cả bạn, tất cả khách hàng của tôi trong tương lai đó là khách hàng đến có thể sử dụng dịch vụ, ví dụ như là chúng ta có thể đến để tự nấu ăn, hoặc là tổ chức sự kiện cho sinh viên, hoặc là cho một công ty nào đấy. Tại sao bạn lại muốn cung cấp cái dịch vụ này? Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều nhà hàng đã mở ra, nhưng mà chúng ta cũng nên xem lại một chút, đó là ở chỗ là có rất nhiều khu giải trí, nhưng những chỗ mà sinh viên có thể tự làm, hoặc là chúng ta ví dụ như có rất nhiều sinh viên lại không biết cách nấu ăn nó như thế nào đấy, thì em muốn đưa đến cho sinh viên chúng ta đã là một khu giải trí, đồng thời là chúng ta có thể tự học được một số những cái cần học trong cuộc sống. Và bạn sẽ làm như thế nào? Dạ vâng, thì hiện tại thì em cũng đang tiến hành làm dự án, thì em đang tìm một số địa điểm mặt bằng, ví dụ như là tập trung nhiều sinh viên, ví dụ như là Cầu Giấy hoặc là quận Đống Đa. Xin để Greg Graf có thể cho đánh giá về ý tưởng kinh doanh này và cái khả năng thành công của nó ạ. Xin mời ông. Tôi thực sự khâm phục suy nghĩ đổi mới của bạn, bởi vì đây chính là những gì Việt Nam đang cần.
Các bạn phải có suy nghĩ rộng hơn. Một người bình thường sẽ nói rằng chúng ta cần xây 4 bức tường lên, đặt một phòng bếp vào, lắp vài cái bàn, mua thực phẩm, rồi kinh doanh. Tôi không cho đó là cách nghĩ sáng tạo. Vì vậy, ý tưởng của bạn là rất tuyệt. Tuy nhiên thì ông có cho rằng cái nhu cầu mà các bạn sinh viên tụ tập lại và tự nấu ăn có phải là một nhu cầu lớn đến mức mà nó sẽ trở thành một cái sự thành, mà ý tưởng này có thể trở thành sự thành công hay không ạ? Để làm kinh doanh, bạn phải đi ra ngoài, làm một số nghiên cứu để xem sinh viên đang muốn gì, xem họ làm việc. Bạn sẽ phải hỏi càng nhiều người càng tốt, rằng nếu tôi muốn xây một nhà hàng như vậy, thì bạn có đến không? Đó là bước đầu tiên bạn cần làm. Tôi nghĩ là bạn cần chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh thật tốt và cần có ý thức kinh doanh trong đó. Bạn có câu hỏi gì muốn đặt cho ông Greg Graff không? Em muốn hỏi là những điểm quan trọng nhất mà của dự án này. Có thể là vấn đề vệ sinh. Và tôi nghĩ bạn phải trả lời câu hỏi, khách đến đây tự nấu nướng. Làm sao bạn đặt ra được quy định về vệ sinh? Làm sao giữ được thực phẩm an toàn? Làm sao bạn điều khiển được điều đó? Theo cái biện pháp của em ấy, đó là chúng ta có thể phân ra từng khu nấu ăn riêng và khu ăn riêng. Tức là chia ra từng người, nó sẽ giữ gìn được vệ sinh hơn. Nếu như mà để chúng ta không phân tách ra thì chắc chắn là rất là khó để giữ những môi trường chung. Ông có nhìn thấy một cái động lực mạnh mẽ trong bạn trẻ này không ạ? Động lực của bạn rõ ràng là rất lớn. Tôi nghĩ thực tế bạn phải tìm kiếm được các cộng sự cho mình. Điều này là rất quan trọng. Bạn nên có những chuyên gia, những người tin vào dự án của bạn. Và tôi cũng muốn khuyên bạn rằng cần có ý thức trách nhiệm cộng đồng. Hãy đáp trả lại cho xã hội. Có những cái chướng ngại vật nào hoặc là những cái trở ngại gì mà ông muốn báo trước cho bạn trẻ này sẽ phải chuẩn bị trên con đường đi đến thành công không ạ? Đây là ý tưởng khác thường, cho nên đó là thử thách lớn nhất với bạn. Làm sao bạn thuyết phục và khiến mọi người tin bạn? Và bạn phải cho họ xem ý tưởng và nói rằng tại sao nó lại có hiệu quả. Đó vừa là thách thức, lại vừa là lợi thế của bạn. Và bây giờ để tặng cho không chỉ bạn Nguyễn Đức Minh mà còn những khán giả xem truyền hình của chúng tôi những bí quyết mà ông có thể đúc kết lại trong thành công của mình trong 3 đến 5 chữ cái, thì ông có thể ghi những chữ cái gì trên chiếc chìa khóa này? Sự đổi mới là từ đầu tiên. Sáng tạo. Và đây có lẽ là từ quan trọng nhất, sự chính trực. Sự bướng bỉnh, không bao giờ được dừng lại. Khi bạn đã có ý tưởng và ba phẩm chất trên, bạn không thể để ai đó nói rằng đó là ý tưởng ngu xuẩn, và rồi bạn nói rằng đúng và đi về nhà. Ý chí tốt. Điều này rất quan trọng. Bất cứ điều gì bạn làm đều phải có ý chí tốt tới nhân viên, khách hàng, xã hội và đất nước. Những điều này khá tương đồng, nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng hơn, chúng sẽ là những chiếc chìa khóa tốt dành cho bạn. Chúng ta sẽ một tràng vỗ tay cho ông Greg. Bạn thấy trong những cái từ này thì từ gì là bạn thấy là bạn... bạn đã có, và từ gì thì bạn nghĩ là bạn phải phấn đấu? Theo em thì tất cả mọi cái mình đang trong thời gian hoàn thiện, nhưng em nghĩ là em sẽ cố gắng để đạt được ít nhất là 5 điều này. Nhưng mà em cũng có một câu hỏi đặt ra, tại sao cái từ số 3 lại có một dấu sao ở đây? Có ý nghĩa là như thế nào? Bởi vì đó là từ quan trọng nhất với tôi. Bởi vì Việt Nam đang phát triển rất nhanh, nên nhiều người đã chọn lối đi tắt. Điều đó dẫn đến những thứ như tham nhũng, tức đoạt, hoặc làm những thứ mờ ám và gây hại. Tôi hy vọng những người trẻ có ý tưởng tốt như bạn sẽ không rơi vào những cái bẫy như thế. Nếu có sự chính trực, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những thứ như trên. Bởi vì nếu bạn có ý tưởng tốt, nếu bạn trung thực, nếu bạn kinh doanh với ai, rồi lại trả điều gì đó cho xã hội, người ta gọi đó là cả hai cùng có lợi. Bạn có lợi, tôi cũng có lợi.
Cảm ơn ông, và bây giờ ông sẽ trao tặng chiếc chìa khóa này cho bạn Minh như một kỷ niệm của chương trình ngày hôm nay, cũng như một lời chúc cho sự thành công của bạn trong tương lai. Ta vỗ tay nào. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Người Đương Thời tạm dừng tại đây, và chúng tôi xin chúc cho quý vị và các bạn những sự thành công trong tất cả những dự định tương lai. Trường Hải Quốc nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai.